bông quân về đâu có được đâu, bông quân ao không được, nóng khắp người luôn. Ừ. Nè hết con người rồi ta. Trời ơi. Nè, mình đâu có lao là khó. Trời ơi. Gà xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình của mình. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở dưới một cái ngôi làng của người đồng bào. Gà được người dân ở đây chia sẻ là có một chú bị một cái căn bệnh rất là kỳ lạ cả nhà, mà gia đình rất là khó khăn. Thì gà mời cả nhà mình hãy cùng gà đi vô trong cái ngôi nhà của cô với lại chú để tìm hiểu gia đình nha cả nhà mình nha. Trời mưa quá cả nhà ơi. Dạ con chào chú. Chào con nha. Con chào cô. Dạ. Chào các con. Chú ơi, chú cho con hỏi là chú tên gì vậy chú? Chú tên Tê. Chú tên Tê. Ờ. Dạ năm nay chú bao nhiêu tuổi? 50. 50 tuổi hả? Ờ. Dạ. Con thấy khắp người của chú luôn bị một cái căn bệnh gì vậy chú? Hả? Ở trên người của chú là bị một cái căn bệnh gì vậy? Bệnh hả? Dạ. Bệnh nó ngứa. Nó ngứa hả? Ờ, nó ngứa, tôi ngứa luôn, ngứa bừa lục già. Tôi đoạn nó lục già, bị nó nóng quá. Nóng trong người? Ờ, nóng tôi ngứa, bừa nóng tôi ngứa, nó bừa lục già hết. Dạ. Đó, mà chịu không nổi, ăn uống không được. Dạ. Ăn cơm là một chén là hai bữa ăn. Một chén là hai bữa ăn. Ăn dạ. Không ăn nhiều không được, ăn nhiều là thơm được. Chú bị lâu chưa? Bị lâu rồi, bữa mình đi bên đó chú phòng dân mình đi bên biển Đà Lạt đó. Dạ. Cuối cùng đi tới sở hương ở trên đó. Sở hương nó là tiếng không được nữa. Nó đưa mình về lại. Đó. Là sơ có nói là mình bị cái căn bệnh gì không? Nó nói là B là bệnh nên, mà bệnh nên mà tiết thuốc là không được. Thuốc tam cũng nhiều, nó cho thuốc bữa, nó cho một bao một thùng lên này, thùng còn. Thuốc tam nữa, vừa thuốc tam vừa thuốc uống, thuốc thoa bên ngoài nữa, mà không có mất. Dạ. Mình cũng chịu thua. Là bây giờ trong người của mình rất là ngứa hả? Bừng nóng, vừa nóng vừa ngứa. Dạ. Bằng đêm nó ngứa, bằng dạ. Ngày không có ngứa, vừa nóng. Dạ. Thua cái chỗ đó. Nó lột da mình ra giống như là con rắn lột da vậy. Ờ, nó lột da hết toàn người mà nè, thấy không? Dạ. Hết luôn mà, hết toàn người luôn mà. Không phải là tay chân đâu, hết luôn cả đầu toàn người luôn á. Bên này cũng được là 10 năm rồi. 10 năm nay rồi? Ờ, 10 năm rồi. Dạ. Là chú có đi bệnh viện ở Sài Gòn được không chú? Chưa. Chưa hả? Chưa đi. Nắm đồng á, viện Đà Lạt mình đi rồi. Dạ. Còn bên Sài Gòn mình chưa đi đâu. Dạ. Ừ. Là bác sĩ nói là mình bị bệnh nến. À. Đi phân răng cũng đi nên là bệnh nến. Dạ. Đó là tên mình đó. Mình đi bệnh viện Lăng Quỳ ở chỗ Gà Nam này nè. Cuối cùng nó nói là cần bệnh nến, mà bệnh nến mà uống thuốc mà không có mất, nó đưa về lại. Dạ. Về nhà. Ừ. Đó cũng thua. Còn Sài Gòn mình chưa có đi. Bữa mình đem mình đi theo dõi mình thôi, đi mua đi xúc cái ruột thừa cái vợ mình á, đi Sài Gòn bữa. Dạ. Công sở trên đó dẫn đi, mình đi theo sở toàn á, nó đi xúc cho vợ mình á, sở toàn ở bên Sài Gòn. Dạ. Chú Tê ơi, chú Tê cho con hỏi là chú đang ở hiện tại luôn á, là đang ở trong cái ngôi nhà này hả chú? Ờ. Dạ. Nhà mình chỗ đây nè. Dạ. Còn đầu tiên bữa trước á là nhà nước rút mình từ đó là xuống đây. Dạ. Mình ở đây xong rồi mình nhà nước làm một cái nhà một bà tơ đó, nó hư hết rồi. Cuối cùng cái nhà này nhà mình tự động mình làm này. Dạ. Mình chưa có bệnh nhà mình làm nhà đây nè. Dạ. Còn bữa nay mình bệnh rồi mình làm không được, nó gãy hết. Là cái nhà một bà tư đó là lâu chưa chú? Lâu rồi, mới năm rồi. Bao nhiêu năm rồi chú? Mình không biết nữa, năm đâu mình không biết nữa, quên rồi. 10 năm chưa? Chắc hơn 10 năm á. Dạ. Hơn 10 năm. Ồ, cái chân, con thấy cái chân của chú là nó lột ra, da ra như thế này luôn á hả? Ừ, nó lột hết nè, thấy không nè. Trời đó. Ơi. Nó lột hết tay chân, tông người luôn mà. Chà. Ừ, nè. Wow. Ừ. Nó lột mà đỏ da hết giống như một con rắn vậy cả nhà. Đó. Chà.
này hết luôn, nếu mà mình cởi cái áo này nó tới con người, nó có con người luôn mà. Dạ. Vậy là mỗi ngày như vậy á là cơ thể của chú là nó rất là ngứa. Ngứa lắm. Mà nó nóng trong người nữa. Nó nóng trong người. Dạ. Mà không biết sao mà ngày nào cũng nóng, ngày nào cũng nóng. Vừa nóng vừa là thơ không được. Dạ. Ừ. Thơ nó mệt mệt, nó đi cầu á, đi cầu xa lắm, đi tới đó nó mệt, đi không được nữa. Là mỗi lần mình đi cầu là đi xa lắm. Đi xa, đi tốt cái suối kia. Dạ. Đi suối xong rồi cầu xong rồi qua lên nó thở không được nữa. Dạ. Nó mệt. Tại vì ở đây á là ở dưới làng cả nhà, nhưng mà ở nhà của chú là không có nhà vệ sinh. Không có nhà vệ sinh. Dạ. Như là chú đi lên trên Lâm Đồng á là chú chữa cái căn bệnh của mình là lâu không chú? Lâu, mình ở trong đó là một năm. Một năm. Một năm sơ nuôi mình trên đó một năm. Dạ. Mà không có mất. Nhưng mà mình ở trên đó là mình cảm thấy cái bệnh tình của mình nó đỡ không? Mà đâu có đỡ đâu, bưng nó lục già y xì, mà không có đau. Không có đau. Không có đau mà làm bưng được. Nó vô mình làm cái to nhỏ nhỏ nhỏ, cái đây nè. Nó làm cái rùa, rùa đi bạc ca gì đó. Bữa nay này làm không được, lục già hết rồi làm sao mới làm được. Nó mòn cái tay này làm không được nữa. Dạ. Bữa là nó tay mình y xì tay cũ mà, bữa nay nó lục già. Mình đi được sao nè, chú phòng cũng sơ thằng đó gọi là tiếp. Mình đi nữa, cuối cùng vợ mình đi theo cuối cùng bên vợ mình nữa. Cuối cùng sơ chiến đi Sài Gòn. Mà nếu mà vợ mình là không có đi Sài Gòn là vợ mình là chết rồi. Yeah. Đau gì hung, đau lên nữa. Yeah. Cuối cùng sơ hướng làm vợ đi Sài Gòn, chiến đi Sài Gòn. Yeah. Cuối cùng người ta mới số cái trong đó mình không biết nữa. Vậy là chú đi Lâm Đồng, chú chữa bệnh một năm, nhưng mà vẫn không hết. Không có hết. Dạ. Khô chỗ đó, bưng ngơ. Vẫn ngơ. Bưng ngơ, bưng nóng. Mà bác sĩ nói là chưa không được. Cô ơi, cô cho con hỏi là cô tên gì vậy cô? Nhan. Tên gì cô? Nhan. Nhan? Dạ. Dạ, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cô không biết. Cô không biết mình bao nhiêu tuổi hả? Dạ. Dạ. Vậy là con nghe là chú nói là cô cũng bị bệnh hả cô? Dạ. Cô bị bệnh gì? Mình đau bụng. Đau bụng hả? Ừ. Đau bụng mà mình có đi bác sĩ không? Đi tới Sài Gòn, đi xu bụng Sài Gòn. Dạ. Là bác sĩ nói mình bị bệnh gì? Nói bệnh đại tràng. Bệnh đại tràng. Ừ. Dạ. Bây giờ cô hết bệnh chưa? Con đau giờ. Đau hả? Ừ. Mình có uống thuốc gì không cô? Thuốc đờm mà uống. Dạ, không có thuốc uống hả? Ừ. Cô bị lâu chưa? Lâu rồi. Còn bao nhiêu năm rồi cô? Con 2-3 năm này. Dạ. Mình đi xu xong, mình đi về không làm, không em mà làm rồi đi đây. Trong con bị. Dạ. Đi làm, đi đây. Cô cho con hỏi là cô với chú là có mấy người con? 4 đứa con. 4 đứa hả? À. Rồi có ai là chăm lo cho cô với chú không? Con. Con á hả? Ừ. Có lo cho cô, có đi làm mà cho tiền được cô chú không? Cho 1.000-2.000 nuôi con nó, nhưng nó có con. Dạ. Yeah. Chứ không có đi làm mà có tiền để cho cô chú hả? Cho 100-200. Dạ. Như là cô bây giờ, hiện tại bây giờ là cô là trụ cột chính của gia đình mình, là nuôi chú. Thì mỗi ngày như vậy á là cô đi làm công việc gì để mình kiếm tiền? Kiếm tiền con tay đi làm gửi có 1.000-2.000 ăn đâu có đủ chứ. Dạ. Về mà. Dạ. Là như mỗi ngày như vậy á là cô làm công việc gì để kiếm tiền? À. Cô làm gì? Làm rẫy. Làm rẫy. Ừ. Làm rẫy cô trồng cái gì? Trồng bắp, trồng đậu. À. Là làm cho mình hay là làm cho người ta? Làm cho mình, làm cho người ta, nó có nuôi đó mình yêu quá. Dạ. Là mình yếu quá là người ta không có mướn mình. À. À. Nhìn chú thấy chú ngứa gãi miết gãi cả ngày luôn. Là ban đêm ngứa như vậy là chú có ngủ được không? Bằng đêm nó ngứa nó nóng. Nóng hả? Nóng y luôn à. Dạ. Là mình không có quạt á? Không có quạt, nhà đèn đâu có quạt mà. Dạ. Ở đây á, ở dưới làng cả nhà nên là có điện nha cả nhà nha, nhưng mà gia đình á thì khó khăn không có tiền để mua cái quạt cho nó mát. Là chú bây giờ, hiện tại bây giờ là chú chỉ ở nhà thôi, chứ không có làm được công việc gì hết. 10 năm, 20 năm này con ở nhà ăn xong ngủ, ăn xong ngủ. Mình đi ra con ở một mình nói thôi. Dạ. Nó bên nàng mình chơi đi bên đường mới về, lên xong
nó khó quá, mình trốn đi Sài Gòn, đi Ninh Sơn, bên biển Ninh Sơn. Dạ. Mới về 2-3 ngày nữa. Rồi mình ở trong cái ngôi nhà này á, là trời mưa nó có giọt không? Giọt rồi đó. Giọt hết trong nhà luôn hả? Gai hết nè. Dạ. Con thấy là cô đốt lửa là mình nấu ăn ở trong nhà luôn hả cô? Có. Khói quá chịu sao nổi. Làm ăn đầy mà chưa nào mà làm nữa. Dạ. Cả nhà thấy không? Bệnh tật đã khổ rồi, còn khó khăn nữa. Không có cái ngôi nhà nó kín đáo một chút xíu để cho hai cô chú ở, mà ở trong một cái ngôi nhà nó rách nát, cái ngôi nhà bằng đất xiên xẹo. Khi mà trời mưa xuống á, thì nước nó thấm vô trong cái ngôi nhà thì mình không biết là nó sập khi nào luôn. Thấy rất là thương luôn. Là con của cô là bắt vợ bắt chồng hết chưa? Bắt chồng hết rồi, ba đứa. Ba đứa, nhưng mà bắt chồng hết luôn. Chưa có bắt vợ một đứa, con trai. Còn cái ngôi nhà 134, ngôi nhà của nhà nước cho nhà mình á, thì ai ở? Con Út. Con Út ở, là để cho con ở. Là hai vợ chồng cô chú là qua bên đây ở. Dạ. Ông không chịu ở bên đó, nó bên qua. Nó sợ, nó sợ người ta nó bất tức, sợ nó lại cho con cháu. Dạ. Mình mới làm nhà riêng nè. Dạ. Đó. Mà cuối cùng bác sĩ nó không có lại gì hết. Dạ. Bác sĩ nói là bệnh của mình là không có lai. Không có lai, đi bên biển chỗ nào người ta nói không có lai gì hết. Đi Sài Gòn bữa không vậy, người ta nói không lai. Dạ. Đó. Nếu mà lai là lai qua cho cô rồi. Lai là lai rồi. Dạ. Mà không có lai gì hết. Là gia đình của mình á, như là bữa nay mình ăn cái gì vậy cô? Ăn con phần cấp bữa. Ăn cái gì cô? Mì tôm, gạo. Mì tôm, gạo. Là hôm bữa là đoàn từ thiện xuống đây là tình thương cho mình phải không? Dạ. Cặp chỗ đó. Dạ. Chú Phong. Rất là thương luôn. Như món ăn chính hàng ngày là mình thường thường ăn cái gì vậy cô? Ăn là thịt đồ đó. Ăn là thịt đồ, lá khoai, làm canh ăn, không có tiền mua thịt ăn. Dạ. Cả nhà nghe không? Lúc nào khi mà gà hỏi người đồng bào á, thì họ cũng nói là ăn lá thu đủ, rồi ăn lá khoai, không có tiền mua cá mua thịt mà ăn. Cả nhà mình nhìn thấy cái ngôi nhà của gia đình đó là che cái tấm bạt, rồi lấy những cái vải cả nhà bỏ lên. Nhìn cái ngôi nhà nó te tu rách nát. Đây là phía sau của cái ngôi nhà, cái vách đó nó nghiêng qua một bên thì lấy cái cây chống lại đó, sợ nó ngã qua một bên này cả nhà, ngã nó sập nhà. Bên trong đây là cái nhà bếp nè. Nhà bếp là cô chú lấy ba cục đá để mình làm cái lò ông táo á, chứ không có gì. Củi thì để ở bên dưới luôn, nhìn rất là thương luôn. Ở bên trong này á là cô chú dự trữ là chuối, nếu như mà mình có đói, mình không có cái gì ăn á, thì mình lấy chuối mình ăn luôn. Tại vì cũng thấy những người đồng bào họ lấy chuối họ luộc họ ăn từ ngày này sang tháng nọ luôn cả nhà, rất là thương gia đình. Cái vách bên kia là lủng lỗ nè, nứt ra rồi nè, ở cả nhà mình thấy thương chưa. Chỗ này á là cái ngôi nhà 134 của nhà nước cho gia đình, thì thấy cũng khá là lâu rồi cả nhà, lâu rồi nên là cái ngôi nhà nó không có còn là chắc chắn giống như là mới xây nữa. Cái ngôi nhà này là cô chú chia sẻ là nói là để tặng lại cho con của mình, để con của mình ở. Cả nhà mình nhìn thấy cái vết nứt không? Nó nứt giữa nhà luôn. Cái ngôi nhà nó giống như là nó muốn tách ra làm hai luôn vậy đó. Phía trong cái ngôi nhà là làm bằng gạch, chưa có tô lại. Bên trên thì thấy là nó có lủng lỗ nè. Cả nhà mình coi. Đó, những cái vết sáng đó là những cái vết đó là khi mà mưa lớn thì nó sẽ chảy vô, nước chảy vô trong nhà. Cả nhà mình nhìn thấy trong cái ngôi nhà của chú á, là bên phía trên á thì làm bằng lá rất là đơn sơ. Bên dưới là có một cái sạp là như một cái nhà sàn vậy cả nhà, là ngủ ở đây. Còn những cái mùng cái mền thì được cô chú chia sẻ là máy sơ cho. Cô chú ơi, cho con hỏi là chiều nay á là mình ăn cái gì? Mình ăn cơm. Ăn cơm. Cơm dưa canh thế đồ.
Cơm với canh thôi đủ. Là thôi đủ đó mình ăn. Dạ. Giờ đi bê lá khoai ăn chung, ăn bởi bà. Chú cho con hỏi là hiện tại bây giờ là chú có thuốc uống không? Không. Không có uống thuốc gì đó hả? Không có thuốc nào mà uống. Dạ. Không có tiền mua thuốc uống hay không sao? Không có tiền mà mua thuốc uống. Dạ. Đâu có đi làm được đâu mà mua thuốc uống. Dạ. Cho con hỏi là cái võng chỗ kia là ai ngủ? Ai ngủ trên cái võng? Chú ngủ. Chú ngủ trên võng hả? Ờ. Dạ. Là ban ngày mình ngủ trên đó hay sao? Ban ngày mình ngủ trên võng. Còn ban đêm là mình ngồi dưới sắp đây nè. Dạ. Nó ấm. Còn ngồi tới giòn là nó lạnh lắm. Có khi nào mà mình gặp khó khăn mà mình ngứa quá hay là mình khó thở quá mình chịu không nổi không chú? Mình chịu không nổi là mình đi nằm tới giòn đó. Dạ. Cuối cùng là mình thở được rồi mình nằm dưới sắp đây nè. Dạ. Đó. Mình khô khô chỗ đó thôi mà thở không được. Có bữa nào mà mình gặp khó khăn mà mình không có cơm gạo ăn luôn không? Nhờ chú Phong cập không mà mình đâu có làm tiền bạc là mình đi mua gạo ăn. Dạ. Nhờ tôi thiện bữa đó tôi thương cặp của. Dạ. Ừ. Thương gia đình quá cả nhà. Trời mưa trời gió như thế này thì cô đâu có đi rừng đi núi phải không cô? Đi luôn hả? Ừ. Dạ. Cô chú ơi, mình đi ra ngoài mình ngồi cho nó sáng đi. Đi ra phía ngoài á thì trời nó sáng hơn. Thì chia sẻ đến quý ông bà của chú anh chị cái hình ảnh của chú Tê rõ hơn nha cả nhà. Và nhìn thấy là trên cơ thể của chú Tê thì nó lột da ra giống như một con rắn mà lột da vậy cả nhà. Nó lột nó chóc ra thì chú gãi ngứa cả ngày. Ở trong cái ngôi nhà của chú thì thấy có những cái miếng da của chú lột nó rớt là đầy trên cái sạp luôn cả nhà. Thì chia sẻ cho cả nhà mình thấy thiệt là rõ nè. Ở trên đầu của tất cả mọi thứ đều nó lột da ra từng miếng luôn. Mà da của chú thì nó rất là đỏ nha. Cả nhà nhìn xuống cái cánh tay của chú nè. Đó. Nó sần sừ. Có chỗ thì nó lột ra đỏ, có chỗ thì nó còn lại cả nhà nó đen. Nó ăn kiểu như là cái móng tay của mình như nó muốn cùi luôn cả nhà. Thì cái căn bệnh này á, là cái căn bệnh vẩy nến. Thì theo gà được biết á, là cái căn bệnh đây nó rất là khó chữa. Nhưng mà hôm bữa á, gà có được một chú chia sẻ thì chú cũng bị cái căn bệnh vẩy nến là gần 20 năm. Khi mà chú đi chỗ này chỗ kia để chữa cái căn bệnh vẩy nến nhưng mà không có chữa được cả nhà. Thì chú may mắn là gặp một vị bác sĩ ở dưới miền Tây. Là bác sĩ ở đó là họ chích thuốc cho chú chỉ một lần duy nhất thôi và cho uống thuốc 15 ngày. Từ khi đó là chú hết bệnh luôn cả nhà. Thì gà nghe chú chia sẻ, tại vì lúc trước gà có chia sẻ hai bé mà bị bệnh bọng nước á, thì chú ở dưới miền Tây á, là chú có tưởng là hai bé bị bệnh vẩy nến nên là chỉ cho chú là cái vị bác sĩ đó. Thì gà có liên hệ với bác sĩ nhưng mà bác sĩ nói là cái bệnh bọng nước á, thì không có chữa trị được ở nhà, nhưng mà cái bệnh vẩy nến á, là bác sĩ có thể là chích thuốc và chữa trị được. Nhưng mà cái chi phí nếu như mà đi xuống miền Tây á, mình phải thuê xe để đi xuống đó thì đường xá rất là xa. Với lại mình xuống đó thì mình phải ở lại ở đó nữa. Nên là cái chi phí mà đi xuống đó thì nó cũng rất là cao cả nha. Là chú á, là gia đình rất là khó khăn. Nhưng mà chú được á, là các sơ ở nhà thờ đưa lên trên tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt để chữa trị một năm ở trên đó bằng thuốc đông y nhưng mà không có hết cả nha. Bây giờ lại quay trở về cái ngôi nhà thân thương của mình và chờ kiểu như là giống như là mình chờ chết đi cả nhà. Nó ngứa ngáy trong người khó chịu, không có uống thuốc, không có gì hết. Cả nhà mình nhìn thấy thương chưa? Đó. Chú ngồi chú gãi. Gãi cả ngày vậy á. Chú ơi, là ban đêm là trong người mình nó nóng rực lắm hả chú? Ừ, nóng lắm. Ở trong người nó nóng lắm ban đêm. Mình cơ quần cơ áo không à. Ngủ chỉ một quần xà lông thôi. Dạ. Ừ. Bông quần dài đâu có được đâu, bông quần áo không được. Dạ, nóng khắp người luôn. Ừ. Nè hết con người người ta. Trời ơi. Nè. Mình đâu có lao là khó. Trời ơi, nó ngứa cả nhà thấy chưa? Nó ngứa lắm. Nó lột hết nè. Đó, khô khô cái chỗ đó đó. Mình không có đi rơi cái chỗ hết. Cứ ăn ăn ngủ tại giọng này. Mà mình ở bệnh viện ở Lâm Đồng bữa sợ nuôi mình tới đó một năm chữa bệnh mà không có mất, nó này là thôi thôi
xúc miệng về đây. Cuối cùng mình về tới nhà, cho thuốc tam, thuốc uống, cuối cùng hết thuốc. Dạ. Bữa nào, không có tiền bạc nào mình đi mua. Còn ở nhà, bữa nay tiếp hồ tiếp này. Hồ mà thơ không được nữa, phải từ, mệt. Từ ngày mà mình mắc bệnh là mình không làm được cái gì? Không làm được. Mình ôm 10 năm nữa rồi. Không có đi năm. Làm, đi làm rồi không được nữa. Nó ngứa quá phải không? Nó ngứa quá mà đi nông không được, đi nắng á. Đi nắng không được? Đi nắng không được, nó nóng. À, tại vì cái da của chú là nó lột ra hết rồi. Nó non quá mà sao đi được. Ừ. Khô khô cái chỗ đó. Nhờ vợ mình đi làm rồi nuôi mình thôi. Cả nhà mình nhìn coi cái da của chú nè. Đó. Khô khô chỗ này thôi. Rất là thương cho chú luôn. Chú còn rất là trẻ, chú chỉ mới có 50 tuổi thôi. Nhưng mà mắc cái căn bệnh này 10 năm thì lúc năm 40 tuổi thì chú mắc cái căn bệnh này. Thì mọi người xung quanh ai cũng xa lánh chú cả nhà. Họ sợ là bị lây cái căn bệnh vẩy nến này. Nếu như mà quý ông bà của chú anh chị á, biết cái căn bệnh này thì hãy bình luận và góp ý giúp đỡ cho chú để chú có một cái hướng điều trị tốt nhất nha cả nhà. Nhìn thấy chú thấy thương lắm cả nhà ơi. Là từ cái căn bệnh vẩy nến này chú có còn cái căn bệnh nào khác nữa không chú? Không bệnh nữa. Dạ. Chỉ bệnh đó thôi. Dạ. Bệnh nến này. Đi bệnh viện chỗ nào chỗ này con người ta nói con bệnh viện con là bệnh nến. Mà bệnh nến mà uống thuốc họ có mất. Đó. Mình cũng chịu thua cái chỗ đó. Cứ ngơ hoài. Chú cho con hỏi là hiện tại bây giờ là chú có ước muốn gì không? Ước mơ cái gì nó nếu người ta thương thì người ta đi chữa bệnh, nếu không thương sẽ để mình chết trong nhà luôn. Không có tiền bạc mà đi mà mình cứ ăn như vợ mình cho ăn không có ai mà xa lánh mình không chú, sợ mình lây không? Người ta nói là sợ lây, người ta đâu có tới đâu, đâu có quê đâu, người ta nói là sợ lây chỉ một mình vợ tôi thôi ở theo mình, nên là chết xong không theo chồng, nên vậy. Nếu mà chồng chết là mình chôn, nên vậy. Mình không có sợ cái gì hết, sợ gì với chồng mình làm sợ sao nữa, bệnh rồi. Dạ. Hồi mình chưa có bệnh ai làm, còn mình còn làm cho tiền bạc mình đi làm thuê làm muôn gì đó. Còn mình bệnh rồi mình ở nhà đâu có làm được, ăn uống nhờ nó cho ăn. Nó không có đi làm muôn đâu, đi làm rễ không à. Đi làm công thôi. Đi làm rễ, làm trong bắp á. Làm rễ cho mình. Làm rễ rồi bán một làm một năm có hai bào cho mấy, đâu có nhiều đâu, nó tiêu còn mới cà. Một năm là mình được hai bao là mình bán được bao nhiêu tiền chú? Đâu có bao nhiêu đâu, con 500 ngàn cho mẹ. Trời ơi, một năm mà có 500 ngàn à? Làm một mình nó mà. Dạ. Nó nuôi mình, mua thuốc uống nó, còn tiền ăn uống nó, mua cá mắm ăn, đâu có đủ đâu. Khô cái chỗ đó, mình bệnh rồi khô lắm. Dạ. Khuya mình không bệnh là, mình đi làm tiền cũng nhiều, đi làm mướn á. Dạ. Mình làm con, đi làm thợ hồ chúng ta đó, làm phù hồ chúng ta. Ta làm nhà mình không đi làm nhà, rồi người ta đi rừng mình không đi rừng, bữa này mình đi không được. Bữa này nè đơ nè, bữa trước là nó đất hết nè, đất cái gương này nè, đất hai cái đây nè. Đất hả chú? Đất á, đất trúc mà đau nhất. Đất cái gương này mình đi đâu có được đâu, bữa trước. Dạ. Cuối cùng chú phòng thơ mình đau quá chú đây nè, chú phòng mà kêu mình đi bệnh viện Đà Lạt đó. Mình đi đâu có được đâu. Cuối cùng sơ chở đi luôn. Dạ. Bỏ tông xe đi tới Đà Lạt luôn. Cuối cùng mới đỡ này. Bao lâu rồi là chú chưa được uống thuốc? 3-4 tháng này không thuốc mà uống này. Dạ. Mình mới xuất viện về bữa đó. 4 tháng này rồi, mình ở nhà này. Là trong thời gian là 4 tháng nay là nó ngứa dữ lắm hả chú? Ngứa lắm, hết thuốc uống rồi. Hết thuốc uống. Nó ngứa lắm. Cả nhà mình bị một cái vết thương nhỏ nhỏ thôi mà ngứa mà mình chịu không nổi. Nhưng mà chú là chú bị khắp người luôn.
từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà không bị hết. Thì chú rất là ngứa đó nha, nhìn chú rất là thương luôn. Chú đã chịu đựng cái căn bệnh này 10 năm rồi. Người đồng bào ở trên đây á, họ sống rất là khó khăn rồi, nhưng mà mang bệnh trong người càng khó khăn hơn gấp 10 lần nữa cả nhà. Ăn uống thì rất là thiếu thốn, ăn cơm với lại lá đu đủ không à, không có tiền để mà mua thuốc uống luôn. Bây giờ là chú ước muốn là được mình được đi chữa bệnh đó chú. Nếu mà chờ mình đi là mình đi. Dạ. Ừ. Mà mình không có tiền mà đi nha. Dạ. Bây giờ chú có cảm thấy trong người mình khó thở không? Thở cũng khó lắm. Thở cũng hơi nó mệt mệt. Dạ. Ừ. Chú ơi, mình đi vô nhà đi chú, trời mưa quá chú. Ừ. Dạ. Mưa quá cả nhà. Cái ngôi nhà bằng đất của chú là nó nứt ra hết rồi. Gà chỉ mong rằng là chú có sức khỏe để chú có thể là lo cho cuộc sống của mình sau này. Tại vì là chú lớn tuổi rồi, cũng 50 rồi, nhưng mà con cái thì đã có gia đình hết, không có ai lo cho cô và lại chú hết. Thì tự cô với chú là chăm sóc cho bản thân của mình, nhưng mà chú bị bệnh, chú không thể nào mà lo cho bản thân của mình được nữa, phải nhờ vào cô mỗi ngày. Nhưng mà cô là cũng đang bị bệnh cả nhà, chưa có hết. Là hồi nãy là cô nói là cô bị đại tràng hả chú? Ừ. Dạ. Cũng may mắn là ở dưới làng có cái bóng đèn này cả nhà, nó sáng cái ngôi nhà của mình. Trong nhà mình hiện tại bây giờ là không có ngàn nào luôn hay sao chú? Hả? Không có 1.000 nào trong túi luôn? Không có luôn. Dạ. Không có 1.000 một đồng gì hết. Dạ. Không có tiền nữa mà. Quần áo đồ mình mặc là tất cả là mọi người đều cho hả? Người ta cho con. Dạ. Ừ, tôi thiện cho con. Trong cái ngôi nhà này của chú á, trời mưa thì nó sẽ dột ở chỗ nào? Chỗ đây nè, đó mình tặc đây nè. Dạ. Đó, nếu mà mưa to nó dột nước hết tủ đây nè. Ướt hết trong nhà mình luôn? Ướt hết. Dạ. Hôm bữa thì gà cũng có giúp đỡ cho cái khu vực này rất là nhiều cả nhà. Gà cho quần áo nè, cho gạo nè, cho mắm, cho muối nè, cho mì tôm nè. Nói chung là tất cả mọi thứ luôn. Và gà đã khởi công và giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh trên núi này là mười mấy ngôi nhà rồi. Với lại giúp đỡ cho họ có những con vật để họ nuôi, họ phát triển cuộc sống. Thì cái hoàn cảnh này của chú á, thì chú ở trong một cái ngôi làng. Ngôi làng của người đồng bào nhưng mà vẫn nằm ở trên núi cao nha cả nhà. Thì chú ở trong cái ngôi làng tại vì á, là cuộc sống của chú đã lớn tuổi rồi, với lại chú bệnh á, là chú phải về làng. Để á, thường thường là thấy là những người lớn tuổi thì họ thường về làng. Nếu như mà họ mất á, thì họ sẽ chôn ở trong làng nha cả nhà. Lúc trước á, là chú ở trên núi cao phải không chú? Ừ, nhà mình trên núi đó. Dạ. Nhà con đi bữa đó. Dạ. Nhà mình ở trên núi á. Dạ. Là sau này là nhà nước di dời mình xuống mình đây. Bệnh rồi mình mới xuống đây. Dạ. Người ta kêu gửi xuống, người ta lục dạ. Mình xuống đây. Dạ. Mình ở đây luôn, mình không có đi rời được nữa. Mình ở đây luôn, mình bệnh rồi, đi không được. Nếu như mà có điều kiện thì con sẽ quay lại đây, con sẽ đích thân đưa chú đi về miền Tây để chữa trị. Chú có đồng ý không? Thì đồng ý đi. Dạ. Nhưng mà đi mà mình không có tiền cho con nha. Dạ, chú cho con 10 triệu thôi, con dắt chú đi. Ừ, nơi 10 triệu, 1.000 mà chưa con nè. Người đồng bào họ sống rất là thật thà cả nhà. Họ chỉ sợ là mình không có tiền để trả lại. Như là gà đưa chú đi chữa bệnh á, thì chú sợ là không có tiền là trả cho gà. Mà sợ không có tiền mà cho con chứ. Con dạ. Chở đi mà con chở đi mà sao tiền đâu mà trả. Dạ. Đó, mình
mình suy nghĩ cái chỗ đó. Chú bán lại cho con cái ngôi nhà này được không? Cô cười à. Được không cô? Bán lại ngôi nhà đây chứ chữa bệnh được cho chú được không? Nhà đẹp quá, bán mai mua hả? Bán nhà đẹp không à? Dạ. Nhà này là nhà ngôi chứ. Con ghẹo chú cho chú vui chút xíu thôi. Chú bán nhà rồi chú lấy cái gì chú ở? Ừ. Bán con mua đâu con nuôi là gãy rồi. Hư hết rồi hả chú? Hư hết rồi. Dạ. Gãy cái đèn này, gãy cái cát này, gãy rồi. Gà cũng mong là tình thương mến thương cho chú có một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ để chú che nắng che mưa. Tại vì lên trên núi này thấy những người đồng bào họ sống cái cuộc sống nó khó khăn quá cả nhà. Rất là khó khăn luôn, nhà thì lập sập mưa dột, trong nhà thì gạo thì không có. Tôi thiện cho bữa 20 kg gạo rồi thùng mì tôm, rồi chân, mắm, muối. Dạ. Nhất, đó là tôi thiện cho con. Dạ, dạ. Ừ. Hôm nay con có duyên với lại gia đình của mình, con đi lên núi này. Thì con đã bị mắc mưa. Thì con đi vô trong cái ngôi nhà của gia đình là cô chú. Con thấy cái hoàn cảnh của cô chú thì con thấy rất là thương. Nên đó là con có một cái món quà nhỏ nhỏ gửi tặng cho cô với lại chú. Để cô chú có thể là mình cần thiết cái gì đó mình mua, mình trang trải trong cuộc sống. Ngày 1 tháng 4 năm 2023, cô chú Huỳnh Kim Thuận đã gửi cho gà là 2.500.000 đồng. Hôm nay là con xin phép cô chú Huỳnh Kim Thuận gửi tặng cái số tiền cho chú Ti và cô. Cô tên gì vậy cô? Nhánh. Cô Nhánh. Dạ. Để cho cô với lại chú có tiền trang trải, có thể là mua thuốc cho chú uống cho chú đỡ ngứa. Gà nhìn thấy chú á cả nhà, là chú gãi nhìn rất là thương luôn cả nhà. Đây là cái số tiền 2.500.000 đồng con đã chuẩn bị sẵn. Con xin phép cô chú Huỳnh Kim Thuận gửi tặng cho chú Tê. Để chú, con gửi cho chú nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Chú đếm giùm con đi, chú đếm giùm con đi. Đếm tiền. Dạ, chú đếm 25 tờ. Chú đếm đi. 9, 20, 21, 23, 24, 25. Đủ chưa chú? 25 tờ. Dạ. Cái số tiền này á là của cô chú Huỳnh Kim Thuận gửi tặng cho chú Tê nha. Cái tiền này là của cô chú Huỳnh Kim Thuận á, chứ không phải của con đâu. Chú có muốn gửi đôi lời gì đến cô chú Huỳnh Kim Thuận gửi tặng cho mình không? Cảm ơn con. Con cho tiền. Dạ. Để cho mình đi bác sĩ bệnh viện. Dạ. Cô bệnh cho mình để mình sức khỏe. Cảm ơn con lắm. Dạ. Mình có tiền bạc. Dạ. Khổ lắm. Ngơ quá mà. Để con giúp đỡ. Con giúp đỡ tôi cũng được. Để chữa bệnh sức khỏe đều. Dạ. Con xin thay mặt cô chú Tê cảm ơn cô chú Huỳnh Kim Thuận rất là nhiều. Cảm ơn cô chú đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình. Con chúc cho chú Tê thật là nhiều sức khỏe nha. Và cô Nhánh thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Cô chú mình có thể là lấy tiền sử dụng mình mua thuốc, mua đồ uống nha chú nha. Mua thuốc thì này mình không biết thuốc mà mua. Dạ. Không biết thuốc gì nữa mua. Không biết thuốc nào mà mua. Mà uống.
Lúc trước mình uống thuốc gì mình có thể liên hệ với họ để lấy thuốc về được không? Chắc đi bệnh viện Đà Lạt đó mình liên hệ mới được. Dạ. Mà ta mới nói vậy. Mà mình đâu có tiền rồi mà đi tìm đó. Dạ. Khổ cái chỗ đó. Sư Hương nói là cứ đi, đi là đi sang là chiều về, mà về cũng xa chứ. Dạ. Thì thuốc bệnh viện Đà Lạt luôn mà. Con khổ chỗ đó. Bây giờ con xin phép chú Tê và cô Nhánh con đi về nha. Tại vì trời mưa lớn nên là con bây giờ con xuống núi. Nếu như á là có cơ hội thì con sẽ quay trở lại đây để thăm gia đình của mình nữa nha. Chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn con nha. Dạ. Con chào cô chú nha. Ừ. Dạ, con xin tạm dừng video tại đây luôn nha cả nhà. Cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã luôn dành thời gian quý báu xem video của Gà. Nếu như mà quý ông bà cô chú anh chị có thể là giúp đỡ cho chú Tia thì hãy bình luận bên dưới góp ý cho Gà để Gà truyền cái thông điệp này cho chú Tia, để chú Tia có cái hướng điều trị cái căn bệnh vẫy nến của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng có quên bấm cho Gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người biết nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn nha.